thường nên học hành thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười, và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm. Nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc. Tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất để được sống an lành. Những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lòng từ bi không bị bất cứ một điều gì làm ngăn cách. Tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù bất cứ khi nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức. Ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi, nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất, không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, hành giả sẽ chắc chắn vượt khỏi tử sinh. Nam mô Bà Sư Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật.